Giang Cư Mận nói cô Sáu Hồng Nhung hết cứu chữa. Hành động của em gái ruột trước bàn thờ của cố nghệ sĩ Vũ Linh gần đây khiến cộng đồng mạng lắc đầu ngao ngán. Một số bình luận để lại như sau, càng làm càng bị chỉ trích mà cô Sáu vẫn cứ thích làm, không hiểu được. Từ ngày nghệ sĩ Vũ Linh rời xa cõi tạm, thấm thoát đã gần đến 100 ngày, thế nhưng gia đình ông vẫn chưa dàn xếp ổn thỏa vụ tranh chấp tài sản, khiến cho người hâm mộ không khỏi thương cảm vì cố nghệ sĩ vừa nằm xuống nhưng vẫn không được yên. Mới đây, em gái ruột của ông là cô Sáu Hồng Nhung, đã kiện cháu gái là Hồng Loan ra tòa để phân chia tài sản vì khi mất ông không để lại di trúc. Sự việc trở nên gây cấn hơn khi Hồng Loan quyết định mời cô Sáu Hồng Nhung và con gái Hồng Phượng ra khỏi nhà vì không tìm được tiếng nói chung. Sau thời gian chờ đợi kết quả của đơn phản tố, mới đây vào lúc 13 giờ ngày 26 tháng 10, em gái và cháu ruột của cố nghệ sĩ đã di chuyển đồ cá nhân ra khỏi căn nhà số 5 đường đoàn thị điểm. Phần tài sản còn lại, tòa án đã kiểm tra, niêm phong và lập biên bản dưới sự chứng kiến của hai bên. Bất ngờ. Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh bà Hồng Nhung dọn đồ ra khỏi căn nhà Hồng Loan đang ở nhưng lại có hành động lạ trước bàn thờ của người anh quá cố khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng. Cụ thể, cô Sáu Hồng Nhung từ trong phòng bước ra bên ngoài trên tay cầm theo đồ của cháu ngoại, dơ cao trước bàn thờ của cố nghệ sĩ và nói, đồ của Ruby nè anh Năm. Tiếp theo, bà đến trước camera để khiêu khích, đồ của Ruby mà anh Năm thương nè anh Năm. Hành động này của bà Hồng Nhung được cho là đang khiêu khích và ăn vạ. Có một số bình luận để lại cho rằng bà thiếu tôn trọng với người đã mất. Có thể không còn được ở trong ngôi nhà này nữa cho nên em gái của cố nghệ sĩ không cam tâm. Thế nhưng, bà càng tỏ thái độ thì càng nhận lại lời chỉ trích vì số đông khán giả tỏ ra bênh vực con gái Vũ Linh sau khi xảy ra vụ kiện tụng. Được biết, từ khi một cô cha đến nay, Hồng Loan đã nghỉ việc vì mâu thuẫn trong gia đình dẫn đến việc cô bị mất ngủ cân nặng giảm sút.